Có nhiều người hỏi tôi rằng trong tình yêu nên yêu nhiều hay là ít? Nên yêu bao nhiêu là đủ? Hay phải yêu như thế nào mới được hạnh phúc? Tình cảm vốn là điều chẳng ai đoán được. Có những thứ tình cảm trao cho người này chẳng hề được đón nhận, nhưng lại khát khao của những người khác. Hãy trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có, để tránh những tiếc nuối muộn màng.